Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin hướng dẫn sử dụng các bạn một số về cái sử dụng cái máy tính nhá, Vic 570 VN Plus. Vâng, thì đầu tiên thì mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng, nó chính là tính căn bậc hai của số phức. Rất là đơn giản, các bạn vào Shift 2 để chọn chế độ số phức. Đó thì áp dụng một công thức sau. Chung là đầu tiên thì mình thử chọn một số phức ngẫu nhiên nào đó, ví dụ như 3 trừ 4i chẳng hạn. Rồi thì tự động máy nó lưu ở chế độ answer, thì các bạn áp dụng công thức sau: căn chỉ tuyệt đối, answer các bạn ra thoát hẳn ra ngoài nhá. Sau các bạn ấn shift a trừ không kia dấu phân số đây, và các bạn ấn shift 2 1, sau các bạn ấn tiếp answer, các bạn ấn tiếp chế độ số 2 thì hiển nhiên nó ra là 1 trừ 2i. Đó là công thức cơ bản tính căn thức bậc hai của số phức. Có thể đi thi đại học nó có thể áp dụng, nhưng thường đa số này nó dễ quá nên người ta bỏ rồi. Có thể ứng dụng thứ hai của cái máy này, nó chính là giải phương trình bậc 4. Thì giải một phương trình bậc 4, ví dụ như phương trình này chẳng hạn, x mũ 4 cộng x bình cộng 4x trừ 3 bằng 0 chẳng hạn. Thì nói chung là cái này thì trên mạng chắc nó có nhiều rồi, nhưng mình cũng xin bổ sung thêm vào đây. Ví dụ như đây là một phương trình bậc 3, bậc 4 chẳng hạn. Mà bình thường thì máy tính tất nhiên là giải sẽ có một phương pháp sau. Đó là các bạn đầu tiên thì các bạn phải thắt về chế độ là bình thường đã. Shift, đầu tiên các bạn ấn Shift 7. Các bạn nhập cái biểu thức này lại. Shift ai xài. X mũ 4 cộng x bình cộng 4x trừ 3. Sau đó các bạn ấn bằng. Ở đây thì máy VN Plus nó có hai chế độ là FX và GX, nhưng mình chỉ quan tâm FX thôi, nên vì thế mình ấn bằng tiếp. Ấn Start, các bạn có thể Start là điểm bắt đầu, trừ 5 chẳng hạn, bằng điểm cuối, điểm 5 chẳng hạn. Step khoảng cách là khoảng cách. Nói chung là bao nhiêu bộ này. Đó thì nhìn ở trên bảng table đây, các bạn có thể thấy là cái phương trình này nó có nghiệm từ âm 2. Đấy vì x a nhân x b nhỏ hơn 0 ấy, nên nó có nghiệm từ khoảng từ âm 2 đến âm 1. Tiếp tục tìm, và tiếp tục tìm được cái nghiệm thứ hai, đó chính là có khoảng là từ trừ 3 đến 3. Đó thì lại đồng biến nó tăng dần, nên vì thế mà có thể khẳng định nó là có hai nghiệm. Từ trừ 2 đến trừ 1 và từ trừ 3 đến 3, quên, nhầm, nó có nghiệm từ trừ 2 đến trừ 1 và có nghiệm từ 0 đến 1. Đó, các bạn thấy hai giá trị âm này nó khác nhau. Bởi vì nếu vậy thì bây giờ ta sẽ ra dò nghiệm x mũ 4. Bây giờ các bạn thấy ấn x mũ 4, tại vì mình lâu cũng không dùng, nay rảnh thì bốt thì ngày xưa thì cái ứng dụng này mình hay dùng đi thi đại học, nên mình thấy bấm nó có vẻ nó hơi ngờ ngoạc, nhưng mà hy vọng các bạn thông cảm. Các bạn ấn Shift CLC for có x bằng 0 để cho ra cái nghiệm đấy. Hiện ra cái nghiệm này nó chính là bằng này, thì nó chính là cái nghiệm của cái phương trình này. Thì các bạn có thể lưu x bằng a chẳng hạn, rồi lưu nó chế độ là a, ok chứ. Sau đó thì các bạn ấn tiếp nhập lại cái phương trình đó. Mình cũng lâu không dùng, từ ngày mình thi đại học hôm nay là 2 năm nên là cũng ít khi dùng, nhưng mà mình cũng thấy những ứng dụng này khá là hay. Cộng 14x
Ý, chứ ba các bạn nãy bạn có thể nhớ là nãy nó có nghiệm là đi ra từ trừ 2 đến trừ 1 đó, thì giờ mình nhấn vào trừ 2 để nó dò ra nghiệm. Đấy, cái nghiệm của nó tiếp theo này là cái trừ trừ cái này này, bạn lưu nó là b. Ok, bây giờ thì bạn có thể kiểm tra, nếu chẳng may nó tròn thì chắc chắn giải được cái phương trình này. Cái này nó là thủ thuật giải, chỉ bọn cao thủ thì nó mới giải được những cái cách đó. Ngẫu nhiên a nhân b bằng trừ một, a nhân b bằng trừ một, bây giờ lại a cộng b như vị lý vs đó, định lý vs thì đó lại tiếp tục bằng trừ một. Bây giờ áp dụng định lý vs thì cái trừ b trên a với lại c trên a nó linh tinh đấy, thì hiển nhiên các bạn sẽ suy ra nó không đấy, nó chính là một hai phương trình bậc hai thôi. Thì hiển nhiên các bạn sẽ suy ra cái phương trình này nó có nghiệm là tức là x bình cộng x trừ một. Chắc chắn trong cái biểu thức này nè, nó sẽ có x bình cộng x trừ một bằng không đó. Thì bây giờ thì gọi là hai cái phương trình bậc hai này, bạn có thể nhân hai cái hệ số ra để áp dụng vs để tìm ra được cái hệ số bậc hai của nó. Thì hiển nhiên cái sau đó thì các áp dụng cái công thức chia ra thức lớp 8 ấy, hoặc Horner, lộn chả dùng quên đó, thì nó thì tương đương với cái phương trình như sau: x mũ 2 trừ x cộng 3 nhân với x bình. Cái biểu thức x bình này là do các bạn tìm được từ hai cái hệ số AB nãy mình vừa nhân với nhau ấy, từ máy tính nó mò ra ấy. Đó, các bạn không tìm thể nhân ra kiểm chứng lại thì đó, thì đó là bằng máy tính. Thì bạn giờ bạn bấm ra thì hiển nhiên bây giờ áp dụng máy tính AB nhá các bạn ơi, máy tính đây 5 3 thì áp dụng 1 bằng 1 bằng 1 bằng đó. Đấy, đáp án nó giống hệt số A nó là 6,618. Tiếp tục x2 bằng đấy trừ 1,618. Thì đây là một biểu thức hết sức là cơ bản. Đây là một cái thủ thuật hết sức là cơ bản, nhưng thường nó không thi đại học thì bạn chỉ áp dụng đi, gọi là bạn chỉ biết vui vậy thôi, thì có thể nó áp dụng nhiều trên các thông tin đại chúng rồi. Rồi mình để lấy một ví dụ thứ hai chẳng hạn, nó phức tạp hơn. Ví dụ như x mũ 4 trừ 2x mũ 3 trừ 5x bình. Các bạn áp dụng thử thì sẽ biết trừ 5x bình cộng 10x trừ 3 bằng 0. Tất nhiên là những cái biểu thức như này thì thường nó có phương pháp giải rồi, nó phương pháp như hệ trục tọa độ hoặc phương pháp tách thành a bình bằng b bình, tức là a với b ở đây là hai biểu thức khác nhau. Ví dụ như mình tách cái bài trên kia thành như thế này này, thì biểu thức của nó chính là đáp án của nó cũng chính là như thế này. Nhưng mình thể hiện sự khôn lỏi thì mình sẽ làm thì đáp án chính được của nó thì nó là như thế này này. Chia biểu thức của tính phương trình bậc 4 thì nó thành biểu thức của x bình cộng 1. Đó thì các bạn có thể vui lòng tự động tách tiếp theo để nơi mình nói là cái nguyên, tức là cái nguyên lý giải phương trình bậc 4 thì nó là thành như thế này. Đó. Thì nó chính là cái biểu thức này. Các bạn có thể tự động tách ra thì thấy nó tách như thế nào, các bạn nhân ra và lộn ngược lại thì các bạn thấy nó như thế nào. Đấy là đáp án của chính thức của những người của những cái thằng nó có sỏi rồi. Còn đây đây này, cách của những thằng có sỏi. Còn đây là cách của thằng khôn lỏi. Đây ví dụ như thế này, nếu mà đầu bàn có sỏi thì bạn có thể phân tích nó thành cái biểu thức này.
nó chính là như này. X bình trừ x cộng 1 tất cả bình bằng 4x bình trừ 8x. Đó, những thằng có sỏi thì nó sẽ làm ra như thế này. 4x bình trừ 8x cộng 4. Đây là những thằng có sỏi, chứ còn mình thì không có sỏi thì áp dụng như sau. Đấy, đây lại đi đầu tướng. Những thằng có sỏi. Đó, còn cái cách thứ hai của mình đây thì nó sẽ áp dụng như sau. Các bạn có thể làm tương tự như cái lúc nãy đó mình bảo. Đây. Thì nó sẽ thành như này. Đầu tiên thì các bạn ấn đây kéo nó ra. Đây. Kéo nó lên đây xem cái đề bài nó như nào. Ok. Ấn shift 7 table này. X mũ 4 x mũ 4 trừ đi 2x mũ 3 trừ 5x bình. Đó là những thằng nó có sỏi đâu thì thôi, nó không cần, đa số thì ít người có sỏi lắm. Trừ 3 không thì các bạn cũng tiếp tục cho từ trừ 5 đến 5 rồi. Đó, thì các bạn thấy là nó có nghiệm từ trừ 3 đến trừ 2. Và nó sẽ có nghiệm tiếp theo là 0 đến 1, lại từ 1 đến 2. Vậy thì ở đây mình nghi ngờ nó sẽ xuất hiện cái khoảng. Vậy thì mình ở đây bắt buộc nữa từ trừ 1, bắt buộc từ trừ. Đây các bạn có thể thấy là vì tại sao nó có 3 nghiệm. Đấy, các bạn có thể thấy là nó cái phương trình này nó đồng biến nghịch biến khá là khó lường. Đây là, có thể thấy đây. Nó có nghiệm từ 0 đến 1 này, từ 1 đến 2 này. Nó có thể đấy, đây chính là điểm uốn của nó. Cái điểm uốn quan trọng của nó. Và nó có nghiệm từ trừ 2 đến trừ 3. Đó, có thể thấy bắt đầu các bạn thấy cái hệ số nó tăng dần. Vậy thì mình phỏng đoán ở đấy trừ 3 đây thì đây là chính là điểm uốn của nó, thì cái khoảng cách từ vậy thì cái khoảng cách nó thể nghiệm của nó tiếp theo rồi. Đó, các bạn thấy là cái thứ từ trừ 11 và trừ 15 thì nó có vấn đề. Đó, thì mình thử đoán bừa xem là từ trừ 1 trừ 15 nó cái hệ số nó tăng không giảm đều thì mình phỏng đoán lại trừ 1. Ơi mình cũng chả nhớ nữa là như nào. Trừ 1 chưa. Ui, mình xin lỗi, mình nhập lại cái hệ số hôm nãy đúng không? Được rồi. Trừ 5. Để mình tìm lại cái khoảng cách. Đó là chính là trừ 1, trừ 2 và trừ 1. Thì các bạn thì thấy đấy, hệ số nó tăng không đều này. Mình nghi ngờ nó có một nghiệm, nó đồng biến hoặc nghịch biến nó tăng ở cái khoảng này. Thì mình bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Ở cái mức này là trừ 2 đến trừ 1, khoảng cách này chỉ còn cho 0,1 thôi, để mình tìm nó rõ ràng hơn. Mình xin lỗi các bạn, mình tại lâu không sử dụng nên đây nó sẽ có nghiệm rất là đơn giản. Nó sẽ có nghiệm từ trừ 3 đến trừ 2 này, từ trừ 3 đến trừ 2 này, có nghiệm nữa là từ nó có nghiệm nữa là từ khoảng từ 0 đến 1 và từ 2 đến 3 và 1 đến 2. Đây, 1 đến 2 và lại từ 2 đến 3 mình lâu không dùng nên nó cũng lại lú lẫn ra. Rồi các bạn thể ra thoát hẳn ra ngoài để mò nghiệm này. Sau khi các bạn xác định được bốn cái khoảng cách nó có nghiệm của bốn cái khoảng trên ấy thì các bạn nhập lại x mũ 4 trừ đi 2x mũ 3 trừ đi 5x bình
thứ ba. Bây giờ các bạn dò cho x từ số 2 đi. À số, vì cái số 2 này nó nằm, thôi các bạn cứ dò số 3 đi cho nó chắc. Đó thì nó ra một cái nghiệm này. Vì cái số 2 nó ở giữa hai mức nghiệm ấy, giữa 1 và 2 và 2 và 3, vì thế mà nó sẽ dò ra nó khó. Vì thế mà các bạn dò ra cái số 2 này, số 3 này cho nó chắc. Bạn lưu số 3. Ok. Tiếp tục nhập lại. X44. Tại mình lỗ cũng không dùng nên là cộng à trừ 5 x bình trừ tiếp à cộng các bạn ấn shift bằng các bạn ấn vào số 0 đi. Đó, các bạn sẽ lại dò ra một nghiệm nữa là 0,3189 và lưu nó là số B. Thấy chưa? Lưu nó số B. Các bạn ấn tiếp vào nó không chứ? Mình lâu cũng không dùng nên là các bạn lại ấn tiếp vào cái hệ số này. Và ấn lại một lần nữa. Tại mình lâu cũng không dùng nên quên hết những cái phím nó quay lại như nào nên là mời các bạn thông cảm. Trừ 3. Giờ các bạn ấn vào số trừ 3 đi. Trừ 2 cũng được. Nó giữa thứ trừ 2 và trừ 3 ấy mà. Đó, nó ra một nghiệm nữa này. Các bạn lưu nó số C. Được chưa? Giờ các bạn ấn lại một lần nữa. Các bạn ấn lại một lần nữa thì nó sẽ ra hệ số A thôi. Và các bạn ấn vào đây số 1. Sẽ tìm ra nghiệm nữa là đây các bạn nhập nó hệ số D. Bây giờ thì bắt đầu mình kiểm tra. Các bạn có thể lấy bắt đầu A nhân B. Đó bắt đầu thấy nó bắt đầu số chẵn. Các bạn có thể lấy A và B có khả năng cao là một cặp. Bây giờ các bạn ấn tiếp A vào C. Lâu không dùng nên là nó cũng khó. Đó các bạn thấy là nó không đẹp. Đây, A vào nhân D chẳng hạn. Đấy nó không đẹp. Vậy chắc chắn A. Bây giờ mình thử nốt A vào A cộng B xem. Rồi nung lại lại làm một số rất đẹp. Vì thế mà đó thì các bạn thể đó A và B đã áp dụng VS thôi. Đã áp dụng VS thì các bạn sẽ suy ra cái các bạn thể dễ là các bạn xử nốt C và D làm sao chắc chắn nó sẽ là một số đẹp hoặc không đẹp đi chăng nữa thì các bạn có thể lấy cái Horner hoặc cái chia đa thức chia cho một biểu thức bậc hai với đó để càng đẹp nó lại ngẫu nhiên nó thành một số đẹp nó càng dễ cho mình tính toán này này đó thì hiển nhiên bây giờ thì đó, sau khi các bạn có thể lấy anh quên nhắc thằng con sỏi sau khi thì các bạn có thể áp dụng VS thì nó ra một cái biểu thức như sau x mũ 2 trừ 3 x cộng 1 bằng 0 nhân tiếp này có bình cộng x trừ 3 bằng 0. Đó thì các bạn bấm máy tính chắc chắn nó sẽ ra bốn nghiệm phương trình trên. Thì đấy là cái ứng dụng thứ hai của nó. Đơn thể giải phương trình bậc 4 này nghĩ là nó chỉ là vui thôi. Chứ còn thực chất ra thì nó cũng chả áp dụng nhiều cho thi đại học với lại các thứ linh tinh. Đi thi đại học nó cũng chả áp dụng nổi trong cách gì hay đâu. Sau đây thì
Đấy chỉ là những cái ứng dụng cơ bản thôi, nó sẽ không thi đại học đâu và nó cũng chả có ứng dụng gì. Thì đây mình thấy ứng dụng thứ hai nó là tính phương trình vô tỉ. Một cái phương trình vô tỉ thi đại học thì nó sẽ có cách đây áp dụng cái phương pháp máy tính này giúp ích chúng ta rất nhiều. Đầu tiên chúng ta cũng lại vào áp dụng như giải phương trình bậc 4 lúc nãy chẳng hạn. Ví dụ như giải một cái phương trình căn thức chẳng hạn, ví dụ như đây x bằng 4x bình cộng với 2, 5 trên 2 trừ đi 2x bình ở cái này là trừ đi ở cái này là cộng, lại nhầm độ bài cộng với 2 căn 3 chữ 4x thì các bạn có thể thấy là chữ 7 đó bằng thôi kệ mẹ rồi x nó. Đầu tiên mình cũng thường lấy khoảng từ chữ 5 đến 5 hay là 1. Đấy các bạn thì thấy là cái làm thị này đang nó đổi biến nghịch biến đó đúng không, nó có nghĩa từ chữ 1 đến 0. Từ chữ 1 đến 0 các bạn có thể thấy là bên kia đang hoàn toàn theo chiều đồng nghịch biến này. Đấy đang to giảm dần đấy, tự nhiên đến cái chăn nhỏ không có đây lỗi báo từ máy tính nó tự động báo lỗi cho mình. Thì cái khoảng nghiệm của cái phương trình này là giá trị của nó là x lớn hơn cái này là rõ ràng, còn nó x của nó là từ từ để xem mình xem có bị lỗi hay không nhỉ, lại lâu cũng không dùng, mình dùng cái này rất là lâu. Cái này của nó là x nhỏ, điều kiện của nó là x nhỏ hơn 3 phần 0,75, tức là nhỏ hơn 3 phần 4 đúng không? X của nó chắc chắn nhỏ hơn 3 phần 4. Đấy thì các bạn có thể thấy là x nhỏ hơn 3 phần 4 đấy, thì các bạn có thể thấy là máy tính nó cũng thôi. Mình xin phép mình nhập lại. 4 mình ấn luôn xóa đây, lâu không dùng nên là 2.5 trừ đi 2x bình. Đấy các bạn có thể thấy là cái điều kiện kết hợp cái điều kiện nữa thì các bạn cứ tra cho nó tiện. Đó, cộng với 2 lần căn của 3 trừ 4x trừ 7. Ok được chưa? Thế sau khi các bạn có thể xác định được cái khoảng của nó là khoảng cách của nó chính là từ 0 đến 1. Thì các bạn áp dụng sau là 0 1 khoảng cách là 0,1 chia nhỏ ra thì càng tìm đấy các bạn thấy đấy. Để cho mình xin lỗi nhá, mình đang đi lại. Xin lỗi các bạn, từ nãy giờ mình bị nhầm đồ bài nên thảo nào nó bấm nó khác. Thì đây nó là đây, đây, đây. Phương trình của nó là 4x bình cộng 2,5 trừ đi 2x bình mũ x bình tất cả x bình trừ đi 2 căn bằng x. Thì nãy là mình thiếu cái x bình ở chỗ này, cái x bình của cái biểu thức 2,5 trừ đi 2x bình tất cả bình. Thì sau khi các bạn có thể kiểm tra đây, đây là một phương trình tại vì mình lấy này cho các bạn nó dễ hiểu thôi. Thì tùy vào thi đại học bây giờ thì người ta cũng biết cái ứng dụng này, người ta cũng fix nhiều câu nó cũng khoai lắm. Thì đây là mình chỉ lấy ví dụ được để tăng cái tính linh hoạt để các bạn làm những bài toán phức tạp. Thì các bạn có thể thấy là x từ trừ 5 đến 5 khoảng cách là 1 ạ. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy rõ ràng là khoảng cách đây chắc chắn x nhỏ hơn, chắc chắn nó x có nghiệm từ trừ 1 đến từ trừ 1 đến thậm chí đến bạn có thể nhìn thấy cái số 0, cái số 0 này nè, khoảng cách nó đến từ số 0 đấy, trừ 1 đến 0 thì khoảng cách nó vẫn là dương. Thì các bạn có thể thấy là bắt đầu mình chia nhỏ ra từ trừ một, trừ một đấy, bắt đầu từ trừ một đâu các bạn thấy từ trừ một đến không cái gì đây là nó thấy nó phức tạp, bắt đầu đấy là đang nhỏ thôi tự nhiên lại tăng được, có thể mình ở giữa khoảng cách này có thể có khoảng cách mình cần tìm từ trừ một đến 0,75 khoảng cách là 0,1 ơi. Xin lỗi các bạn.
Ôi thì nhầm nhầm rồi. Đấy. Start là trừ 1 nhá. Kết thúc là 0,75. Cái điều kiện mắc của cái giá trị của cái phương trình trên. Đấy các bạn thì thấy rồi. Vì đây là toán này nó phương trình vô tỉ nó phức tạp mà. Đấy. Hiển nhiên các bạn sẽ lại thấy ngẫu nhiên đấy 0,5 nó là một đáp án. Nhưng mình tìm ra nghiệm của nó là 0,5. Thì các bạn có thể tìm ra nghiệm của cái phương trình này ngẫu nhiên đó. Thì các bạn lại thấy là chia càng nhỏ ra thì các bạn đây là cái thủ thuật tìm nghiệm. Gọi là các bạn cứ đánh nhỏ khu vực dần để đấy, các bạn có thể tìm nghiệm ra 0,5. Sau đó thì các bạn có thể chứng minh cái đạo hàm cái phương trình này nó là, các bạn có thể chứng minh đạo hàm của cái phương trình này nó chính là tại 4x nhân với 4x bình trừ 3 đóng mở ngoặc trừ đi 4 chia cho căn của căn 4 chia cho đáp án trừ đi 4 chia cho căn của 3 trừ x bình 3 căn bậc căn của 3 trừ 4x nhỏ hơn 0. Đấy các bạn có thể mình nhìn lại và các bạn có thể rõ ràng chép được phương trình này để kiểm đúng đúng không? Đó. Đấy lại nữa là đấy. Thì đọc đó thì các bạn thể thấy là ví dụ đây các bạn có thể thấy là sau khi đây là cái thủ thuật giải cái phương trình vô tỉ thì có thể thấy là sau khi xét xem nghiệm nó thấy nó chỉ cái phương trình f(x) bằng 0 này nó thấy nó chỉ có mỗi một nghiệm thôi thì các bạn có thể hướng về cái hướng mục đích là tìm ra cái nghiệm đấy và sao áp dụng cái phương pháp đạo hàm kiểu gì nó cũng nhỏ hơn không và lớn không để giải cái phương trình này. Hoặc thứ hai nữa là cái phương trình f(x) bằng 0 thì nếu nó bấm máy này ra mò ấy, thì tự nhiên thấy nó toàn là đồng biến hay nghịch biến, nghĩa là cái dãy từ âm vô cùng đến dương vô cùng các bạn thử trong đoạn nào các bạn thấy nó tăng dần đều hoặc nhỏ dần đều ấy, thì các bạn chắc chắn nó phương trình vô nghiệm. Và khi phương trình vô nghiệm thì các bạn phải cố tập trung chứng minh nó vô nghiệm. Thì đó thì ứng dụng của máy nó sẽ hạn chế những cái đấy. Còn thứ hai nữa ví dụ như cái đây chẳng hạn f(x) bằng 0 nó có hai ba nghiệm nó lẻ loài ra ấy. Nó áp dụng hai ba nghiệm nó lẻ loài ra thì các bạn bắt buộc phải dùng mọi trí tuệ của mình để tìm ra được hai cái nghiệm đấy, thậm chí có phải hai cái nghiệm nó nhân vào với nhau nó vẫn lẻ loài ra, nó không như cái phương trình bậc 4 lại đâu. Thì các bạn thấy là cái ứng dụng của cái máy này là nó giúp chúng ta gọi là đỡ đau đầu giữa ba bốn cái trường hợp, nó giúp chúng ta tập trung tốt hơn vào một phương pháp tư duy. Ví dụ như một cái bài như này chẳng hạn, ví dụ như một cái bài nó vô nghiệm thì các bạn cứ tập trung dùng tìm nó có nghiệm đến nát óc thì ra. Thì nói chung là nếu mà biết trước nó vô nghiệm rồi ấy, thì làm cái mục đích chứng minh nó vô nghiệm tập trung nó vào đấy hơn thì nó sẽ ra kết quả tốt hơn. Ví dụ là mình giải cái phương trình này chẳng hạn, hai căn x bình cộng 2x cộng 3 trừ tiếp 5 căn x mũ 3 cộng 3x bình 3x cộng 2 cộng 2 tiếp tục. Khoảng cách cần tìm là từ 5 đến 5. Error error đây nó tự động báo lỗi cho mình cóc cần quan tâm, mình cũng cóc cần quan tâm tìm khoảng cách. Ví dụ như cái ứng dụng của máy này, cái bảng table này khi bạn thấy là cái những cái giá trị tuyệt đối thì nó 4 5 khoảng lớp 11 hay lớp 12 mình chẳng nhớ rõ, nhưng mà 4 5 khoảng khi nhìn không biết chia khoảng nào thì các bạn bấm là đó, ví dụ như các bạn đang phân vân thì bạn nhập bừa cái giá trị vào, ví dụ như mình chỉ số mình cũng chẳng biết cái đầu này đầu kia lớn hơn hay nhỏ hơn đấy, nhập vào thì máy tính nó tự động báo lỗi cho mình từ cái khoảng đấy, mình biết tự động là mình sai chỗ nào thì biết lỗi nó sửa. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy dễ dàng nó có hai nghiệm rồi, trừ 2 đến trừ 1, trừ 2 đến trừ 1 đó, thì trừ trừ 2 đến trừ 1 và khoảng cách từ 4 đến 5. Thì sau khi các bạn có thể tiếp tục ra thế này, các bạn tiếp tục mò. Nhưng mà phương trình này thì nó là đề thi có sinh giỏi của Hà Nội em thế các bạn không thể mò được đâu. Các bạn cứ làm đúng theo thủ tục này ăn may thì nó ra thôi, chứ
nó mò ra nó khá là khó, thì nó chưa, cái đề này thì nó chỉ chưa xứng tầm thi đại học đâu, nhưng mà nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn đỡ được nhiều với cái bài toán ôn bình thường ở trường, thì đỡ phiền toán rất là nhiều. Các bạn có thể mo năm đó nó ra một cái nghiệm này, bạn lưu nó à. Rồi các bạn ấn tiếp vào đây. Đây. Bình. Hai x cộng 3 bằng tiếp trừ trừ đi 5 của căn của x 3 thì nói chung là các bạn này nó tự động không nổi lên một chút thì nó sẽ đỡ vất vả hơn khi mình phải tự động nát óc ra những cái trò, ví dụ đây nó không đi khoảng cách nãy mình tra mà máy à, sorry mà các bạn đấy thì mình tại mình nãy mình nhập luôn nào, tại mình nhập luôn cái giá trị của nó vào. Em không biết nó làm sao nhỉ, mình nhập lại phát để lâu không dùng nên là nó nhiều sự bỡ ngỡ anh à, nhiều sự ngờ ấy nó nên là cũng khó. Mình rảnh nay bốt cho các bạn x mũ 3 cộng 3x bình 3 cộng 2 xin mò nói tại nãy mình nhấn nhầm vào đây này. Giờ mình cho khoảng cách l trừ 1 đi, cái giá trị x nãy mình tìm đấy đấy ra đấy về giá trị b này. Để chắc chắn các bạn đây đề thi học sinh giỏi thì còn lâu các bạn mới mò được, nhưng đấy thì đáp án nói chung là đấy là cái phương pháp làm không phải là nó bách chiến bách thắng đấy, nó ra được chữ 7 này, ở đấy nó cũng ra được chữ 7 đấy bạn, mình cũng trái như hơn đâu. Ba đấy nó cũng ra trừ 7 và 3 thì à đây kiểm tra lại. Thì quái nào đây ra tròn, có thể là mình lấy nhầm cái con mẹ thành đề thi vào lớp 10 có đề thi học sinh giỏi lớp 9 rồi, sorry. Nhưng thường thì đấy, các bạn thấy đấy là tự nhiên ra thì nghiệm của nó chính là một cái phương trình cơ bản như sợ nó chính là của chính là x bình trừ 7 à quên trừ 3 với lại trừ 7 thì nó chính là nghiệm của cái phương trình này, nó chính là nghiệm đấy. Các bạn có thể bấm cái phương trình cơ bản đấy, tự nhiên này mình xin lỗi mình lấy phải cái đề nó ra đáp án nó tròn, đáp án các bạn có thể bấm ra thì nó đấy ra x bằng 3 3 cộng trừ căn 37 chia cho 2. Các bạn thay về cái phương trình lúc nãy mình, cái phương trình của mình đầu bài cho đấy, thì đấy thay vào cái phương trình này này đấy, thì thay vào cái phương trình này tự nhiên đây ra tròn, đây là cái phương trình nãy mình bấm máy đấy à, hai nhiên anh ta tròn nó khốn nạn đi, nhưng thi đại học chắc chắn nó không tròn đâu, mình đảm bảo các bạn. Ê, thay một cái gì này trời ơi mình lâu lắm cũng chả còn sợ. Ấy nhầm rồi, đấy, thay vào cái phương trình này, này các bạn đấy bạn có thể dễ dàng thay vào phương trình này, các bạn bấm thử máy xem. Thì đấy là đấy thì mình nhắc lại là một lần nữa là bấm máy tính cho ra như sau: f(x) bằng 0 chứng mà mình thấy đồng biến nghịch biến vẫn liên tục, mình thấy nó vô nghĩa thì mình tập trung vô nghĩa,
Mình thấy f(x) nó bằng 0 nó có một nghĩa mình tập trung nó vào đạo hàm lớn hơn, chứng minh nó lớn hơn không, nhỏ hơn không, hoặc f(x) nó bằng 0 này, vô tình nó ra những số lẻ này, ấn may bấm vào nó ra điểm đẹp như này này, thì mọi cứ bình phương bừa nó lên, à không không nên bình phương bừa lên, mà ở đây thì mình khuyên các bạn đặt nó chính là t mà x cũng một. Còn những cái thằng nào mà nó cù nhần, những cái anh chị nào cù nhần bình phương bừa lên sau đó chia căn thức nó ra một cái phương trình bậc 7 gì đó thì cứ ngồi mà chứng minh dần dần nó vô nghiệm, thì nói chung nó cũng mất thời gian. Nhưng ở đây thì mình khuyên các bạn đặt t nó bằng x cộng một tất cả, t nó x cộng một này, cái này là chính là x cộng một tất cả bình cộng với một này, bên trong nó chính là x cộng một tất cả u ba cộng với một, và đặt t với x cộng một thì các bạn thấy nó có nhiều, nó lại đặt thêm một lần nữa u b ghi nó ra. Thì đây nó chỉ là một cái đề thi vào lớp 10 của học sinh giỏi ấy, của thành đoàn Hà Nội thôi, thì nó cũng bình thường, nó cũng không có gì để mà đáng nói cả. Ví dụ như còn nhiều đề cái kiểu như thế này thì các bạn nên áp dụng. Tiếp tục thì mình dạy các bạn, tiếp tục muốn nói với các bạn về cái những cái phương trình vô thể. Ví dụ như cái đề khối B 012 chẳng hạn, thì ngày xưa thì mình thi năm 2013 thì mình thấy không, nó cũng câu khối B nó cũng một số nghiệm mình mò ra, thì từ đó mình sẽ phát triển được cái hướng của mình. Ví dụ như cái một cái phương trình này chẳng hạn, ví dụ như phương trình này đó, tiếp tục ở đây là cái phương trình thứ nhất chẳng hạn, các bạn thử áp dụng vào cái phương trình thứ nhất. Điều kiện của nó, của cái phương trình này, nó chính là x lớn trừ 3 và nhỏ hơn 2, thì các bạn lại tiếp tục ấn vào cái thanh 7 table đó, thì nó chính là căn của, có thể nhiều bạn đã biết rồi nhưng mình cứ bốt lên, nhiều người cũng có thể là chưa biết. Trừ đi bình cộng 4 đi, cái phương trình này nó như nhau giống hệ cái phương trình, nó như nhau giống cái phương trình khối B 2012 và 2013 đấy, thì bằng không quan tâm trừ 5, từ 5 khoảng cách là 1 đấy, nó tự động không quan tâm ấy, tự nhiên ra x bằng 1 bằng 0 rồi. Giờ thì áp dụng như nào, giải cái phương trình này thì các bạn nhân dùng phương pháp nhân lượng liên hợp, tách cái quan trọng nhất là tách cái số 4 ấy ra thành là 1 trừ đi 5, 1 trừ đi 5 số 2, tức là 1 trừ đi 2 trừ đi 3, cái số 1 thì là lấy là 1 trừ đi 2x, nếu cái số 1 đóng mở ngoặc vào là 1 trừ đi 2x, còn cái số 3 này chính là căn của x cộng 3 trừ đi 2. Thì các bạn phải tìm mọi cách để biến đổi ra gọi x trừ 1 là nhân tử chung bằng cách nhân lượng liên hợp của, đấy mình nhắc lại là căn của x cộng 3 trừ đi 2 đóng mở ngoặc cộng tiếp với 1 trừ đi căn của 2x, sau đó cộng trừ đóng mở ngoặc x bình trừ 4x cộng 3 đóng mở ngoặc, thì chắc chắn sẽ có x trừ 1 của nhân tử chung, và cái phương trình bên trong luôn luôn lớn hơn không. Đấy là mình muốn nói. Bây giờ mình muốn giải cái phương trình bên dưới nữa cơ. Đây mình các bạn nhập lại. Là x qua trừ đi 4x bình trừ đi 5x cộng 6 trừ đi căn bậc 3 7x bình 9x trừ 4. Ok, không nhá. Start. Cái này nói thật cho các bạn biết, nói chung là như nó mình xác định nó là 2R, còn nếu không nó là căn bậc 2 thì xác định nó mệt vãi vãi chưởng, nhưng không phải là mệt. Các bạn gần bừa thì nó đấy, các bạn thấy không, mình xác định nó là R quên. Ừ. 7 v 9 trừ 4 x bằng 5 là đấy, các bạn để thấy là x nó bằng 5 là nghĩa chương trình bằng 0 đến 1
đó các bạn để thấy lợi ích bằng năm nó nghìn chỉ thì đấy số không này đấy, bây giờ thì các bạn x bằng năm thì còn khách các bạn cũng phải nghĩ ra là nó là x trừ năm nhân tử chung ấy thì không thể tách được đâu, nào là lượng liên hợp hay là cái thứ linh tinh. Thì ở đây thì các bạn phải bắt buộc sử dụng pháp đạo hàm, các bạn đặt t bằng x cộng 1, cái bên đây là cái bên cái trong cái căn à, đầu tiên các bạn đặt t nó bằng cái căn bậc 3 này, t nó bằng căn bậc 3 của 7x bình cộng 9x trừ 4, sau đó t mũ 3 lên bằng 7x bình cộng 9x trừ 4 bên đây, sau đó các bạn lại đóng xong các bạn lại tách x mũ 3 nó bằng t xong x mũ 3, sau đó các bạn lại dễ thấy là x mũ 3 nó bằng t cộng với 4x bình, x mũ 3 bằng nhập bằng t cộng 4x bình cộng cộng 5x trừ 6, sau đó các bạn lấy t cộng d mũ 3 bằng phía hai bên và chắc chắn nó ra đạo hàm, thì chắc chắn nó sẽ ra nghiệm x bằng 5 nghiệm nhất phương trình. Đấy là một ứng dụng giải phương trình vô tỉ, thì nói chung nó chỉ áp dụng thi đại học thì nó còn có lý này, lý thì có thể áp dụng ví dụ như cái phần sóng hay là mấy cái chương điện xoay chiều, mấy cái dao động điều hòa bấm ba bốn phát bấm phát xong luôn, thì đấy thì mấy cái cơ bản. Còn cái cơ bản mình muốn nói đến là cái phương trình lý k nó bằng bao nhiêu, 1357 k bằng mấy đấy, thì các bạn có sử dụng cái thanh 7 table này thì chắc nó sẽ cũng sẽ ra. Thì đấy thì đấy là hôm nay mình hướng dẫn cơ bản. Mình muốn nói tiếp theo là đến môn xác suất thống kê. Mình hiện nay đang là đó thì thi đại học đã hết rồi. Rồi mình muốn nói đến môn xác suất thống kê. Tiếp theo thì mình muốn nói đến môn đại số tuyến tính. Cái môn này thì nó cũng gọi là mấy bên kinh tế nó gọi là mấy cái chương đầu của toán cao cấp ấy. Thì mình nói về tính ma trận thì nói chung nó có thể nhiều tài liệu trên mạng nó cũng nói thôi, thì mình cũng xin nói lại tổng hợp lại nhiều trong một video này. Đầu tiên nó chính là ma trận A, vào đây ship ở mo 6 còn ma trận A, ví dụ mình đây muốn chọn ma trận vuông cấp 3 3 mình chọn ngẫu nhiên một ma trận 2 5 3 4 3 à quên chết rồi 3 4 5 1 nhé, thì đấy mình lấy ví dụ 4 bằng 2 bằng trừ 3. Ở đây sau khi bấm nhập xong một số liệu ma trận thì bạn ấn AC và bạn ấn tiếp 6 và chọn tiếp trục chọn được chưa? Ok, sau khi bấm xong cái ABC này nhập xong bạn ấn AC tiếp. Ví dụ ở đây bạn muốn tính ABC ma trận A nhân ma trận B thì bạn ấn Shift, ấn có cái chữ mặc trích này. Đó, thì bạn ấn số 3 nhấn Shift 4 tiếp ma trận B 3. Đó thì nó ra ma trận AB ma trận đó. À, nó mà ra ma trận A nhân 2B. Giờ lại tiếp tục ấn nếu mà bạn muốn cộng thì đấy, nói chung là cộng trừ nó cũng đơn giản thôi, và nó gần như là nó cũng chỉ là cái bước chỉ chiếm một thời gian 15 đến 20 giây nếu bạn đã muốn nhanh. Mình muốn nói đây là ma trận chuyển vị nữa, thành hàng, hàng thành cột, cột thành hàng đó, thì các bạn có thể bấm vào phím 4 8 ví dụ bạn muốn chuyển vị ma trận A như thế nào thì ba vào đây. Đấy, thì nó thành hàng thành cột, cột thành hàng. Và mình muốn nói đây ví dụ mình tính ma trận ví dụ mình muốn tính ma trận hình đảo, bạn ấn vào ma trận A này, sau đó bạn ấn vào cái mũ trừ một này, nó ra khác đấy, đấy nó ra một số lẻ lẻ này, đây là ma trận hình đảo này, đây là ma trận hình đảo của cái ma trận A đấy. Bạn không tin thì có thể thử nghiệm lại.
Ủa mà chuyện thế giới. Ba. Đấy, thấy nó bằng một chưa? Đấy, thì đấy là cái ma trận nghịch đảo và cái ma trận chuyển vị. Thì nói chung là trong nhiều trường hợp khác nhau thì nó cũng, ví dụ đi thi đề mọi nơi thì chắc chắn là không có cái chuyện gọi là cái bước này rất là quan trọng, nó giúp mình kiểm tra cái gọi là, tất nhiên là đi thi mà viết luôn đáp án ra này thì cho không điểm thôi, thì nhưng mà nó giúp mình kiểm tra xem mình làm có đúng không, dù không lại mình kiểm tra mình làm sai ngay từ đầu những cái bước cơ bản tính toán nó nhầm một số thì coi như mình có làm đúng những cái phần sau thì cũng mất đi. Vì thế mà cái ma trận này, cái bước máy tính này ứng dụng trong đại số tính tính của nó là kiểm tra xem những bước mình làm nó có đúng không. Chứ nó, vâng, nói thì mục đích của nó chính là như vậy thôi. Là mình tính đét chẳng hạn, tính định thức ấy. Không, ví dụ mình, đấy thì chính là đét luôn này. Muốn tính định thức của A nhân B, ma trận A, 3 phép. Đó, nó bằng luôn, âm 50. Ok chưa? Tất nhiên là tính định thức của đét của ma trận A nhân bình thì bình phương lên chắc chắn là 2500, hoặc bạn có thể đó chính mình muốn nói đây là ma trận answer. Thì đây ma trận answer, đây bạn ấn vào ma trận A bình phương một phát đấy, nó ra luôn. Thì chắc chắn đây là ma trận answer, nó lưu luôn bộ nhớ máy ấy. Đó thì bạn ở bạn điều đầu tiên ai số 4 này bạn chọn 7 đã, cho bạn lại chọn tiếp cái ma trận đây thì chương số 6 này chính là ma trận answer mình cần tìm, đáp án chắc chắn là 2500. Có thể rất là cơ bản, và những cái ứng dụng này thì nó chỉ giúp mình, đã bảo là nó, mình bảo là nó chỉ giúp mình kiểm tra xem nó có chắc chắn nó đúng hay không, chứ nếu không mà tính sai ngay từ đầu thì không còn gì mà nói, quá quá nhộn đấy. Thì nó hai ba công thức thì đấy thì nó cũng cơ bản thôi. Mình muốn nói đến tiếp theo là ví dụ như nó lại bắt tính những ma trận A cộng 3B thì bạn ngồi một thì tất nhiên là bạn có thể thử nghiệm luôn, gọi là đấy, ví dụ như bạn muốn thử nghiệm luôn ví dụ đét của ma trận A cộng 3B thôi đó, thì bạn đây 4 4 phát ok chưa, đó thành ma trận answer rồi. Thì mình nhấn vào shift 4 7 shift 4 6 đóng mở ngoặc bằng phát bằng 361. Ok chứ, riêng cái ma trận answer này bằng 361 đấy thì đáp án nó là bằng luôn, là mình có thể đọ nếu mà chẳng may mà tính sai thì mình còn biết nó sai chỗ nào. Nhưng mà thường thì mình khuyên các bạn là tính viết chi tiết ra từng bước một như thế nào. Ví dụ như 6 lên ma trận answer mình muốn nó bằng bao nhiêu đấy, ví dụ như A cộng 3B ngay từ bắt từ đầu tiên thì mình bấm nó ra như này rồi thì mình ghi luôn trong bài thi, để mình lấy cớ luôn là bắt thứ hai là mình test của đét của A cộng 3B nó bằng luôn, và dường như thì không thể sai được nếu mà bạn viết ra chi tiết nó như thế này, trừ khi bạn nhập vào máy tính nó sai được. Thì nhập nó ra, chi tiết nó ra như vậy thì bạn xem, thì đấy thì đầu tiên là bạn lấy ví dụ như A cộng 3B thì bạn có thể cộng trừ nhân chia xem đầu tiên xem nó đấy, là mình nhìn đáp án như thế này thì mình xem mình sai nữa cái số nào thì mình sẽ biết thôi. Ví dụ như đây mình chẳng may ra nó là 6 mà đây đủ nó 8 chẳng hạn thì mình chắc chắn sẽ biết theo tính này nó chính là 8. Và thứ hai là mình muốn nói nó chính là tính từ cái ma trận này là thì nó ra tới tận đó là ma trận 13 đúng không? Đấy thì mình nói thì 4 7 đen ma trận 4 điểm ba trận answer đi đó, thì tính nó là 361, chắc chắn nó khác không của mà suy ra R của cái A cộng 3 cộng 3B này nó là bằng 3. Đét vì đét nó khác không mà mình đó, thì những cái ứng dụng cơ bản với môn đại số liên tính tính ma trận như là 20 nữa thì giải hệ phương trình để tìm cái số hạng linh tinh thì nó cũng là một điều khá là hữu ích, hay là tìm trong không gian tuyến tính thì R mũ 4 hay là một số những hệ cơ bản không gian tuyến tính ma trận chuyển cơ sở thì linh tinh gì đó thì nó đấy là cái bước cơ bản để cho mình, tất nhiên là không phải là máy tính nó thay thế hết con người, và nó chỉ là một phần giúp chúng ta hoàn thành cái môn này thôi. Và nó, tất nhiên chúng ta vẫn phải biết công thức mà vẫn phải học, và thường nó trên ứng dụng trong máy này thì nó cũng chỉ là giúp chúng ta để
tránh những sai sót đáng tiếc, đó là do tính toán chứ còn không phải là không học qua môn này đâu ạ. Môn tiếp theo mình muốn nói đến là môn xác suất thống kê. Ở đây thì mình học giao thông vận tải, vì thế mình chỉ nói đến đề thi của trường mình thôi. Thì nó nhưng mà nếu đâu nó mình cũng chả rõ vì mỗi trường có đề khác nhau. Đây. Ví dụ nó cho một cái bảng thống kê như cái bảng sau. Đầu tiên đề bài nó chỉ cho cái xi và ni thôi, chứ nó không bao giờ nó cho xi và n nhân ni với ni nhân xi bình đâu. Thì đầu tiên mình tính thống kê, thì tất nhiên là nó phụ thuộc vào một số, để nó chia thành một cái số dạng thống kê do bốn năm dạng có thống kê cơ bản của trường đại học giao thông vận tải. Thì mình đầu tiên bắt buộc bật hệ thống thống kê lên thì bạn ship mò đây, bạn ấn lại ship mò, ấn xuống thì nút ấn xuống, ấn vào số 4 và ấn số 1 để bật chế độ tần số lên. Thứ hai là bắt đầu bạn ấn vào mò 3 start và ấn vào 1. Đấy, hiển nhiên nó có. Thì đầu tiên bạn nhập 1 bằng 3 bằng 5 bằng 7. Đó thì các bạn bấm 4 này. Được chưa? Sau khi các bạn ấn này, bạn ấn AC. Cái buồn tất nhiên là môn này lại giống đại số tuyến tính, tức là nó không giải chi tiết thay cho con người, nó bắt buộc các bạn phải biết lời giải như thế nào đó. Thì mục đích của cái máy tính này nó chỉ giúp chúng ta kiểm định và kiểm tra lại cái lời bài giải toán của mình có sai số hay không thôi, tức là mình có mất bị mất điểm ở đấy thôi, chứ nó không có ý nghĩa đâu, thay thế cho cái việc học của các bạn. Đầu tiên các bạn ấn để vào thống kê, sau khi xóa xong nhập xong số liệu bảng trên thì bạn ấn shift 1, ấn vào 4. Đấy, các bạn muốn tìm n này. Đấy, n đó cho 100 mà đấy, ni tổng ni đó 4, 4 tiếp này. Các bạn muốn tính x trung bình, x trung bình nó bằng tổng xi nhân ni chia cho n, thì các bạn ấn vào số 2 bằng 6,18 chưa. Bây giờ bạn muốn kiểm tra về cái số mà phương sai, tức chỉ là cái s thôi, cái s thôi chứ không phải là s phẩy. Thì các bạn cái s này thì xem cái s phẩy để tính bốn cái hệ số khác nhau ấy. Cái s phẩy để tính cái hệ số là chính số 4, tại vì cái nhà sản xuất này nó ngớ ngẩn nên nó in sai và đó số 4 này. Đấy, nó ra 2,11 không không bao nhiêu đó. Thì nếu mà ví dụ bạn muốn tính căn của cái s s bình này thì bạn phải nhìn nhìn nó ký tự nó hơi không được chuẩn nó lắm, chính là cái phi này, cái phi này để tính như cái s bình vừa đấy bằng 2,99 bình vừa lên mình xem đó, bình phương lên của nó bằng 4,076. Còn cái s phẩy này thì tất cả các bạn áp dụng công thức. Thì nói chung là cái bài này thì mình có thể nói là mình đi thi ấy, thì mình có thể bấm mình biết trước kết quả đó, mình chỉ ngồi mình mò làm sao ra. Tất nhiên là cái kiểu mà đi từ đáp án đi lên bao giờ nó dễ hơn mò từ đề bài ra đáp án thôi, sau khi máy tính nó giải ra chi tiết cho ta như này thôi. Thì ta tất nhiên là khi trình bày thì phải trình bày ít ra tối thiểu nó phải như thế này, ít ra phải biết cái công thức nó như thế nào đó, thì viết ra như thế này. Nhưng mà rõ ràng khi mình biết được trước là đáp án rồi, ví dụ như mình sai một con số ở đây chẳng hạn, ví dụ như ra nó là 6,0 mấy, đáp án là 6,18, thì chắc chắn mình sai ở cái tổng một chia cho ấy, cái tổng 6,18 này. Mà thứ hai là để kiểm chứng xem khi mình gọi là bây giờ thì mình thực chất ra thì mình có thể là mình chả hiểu bản chất nó là cái gì, nhưng mà mình muốn mình muốn chứng tỏ giáo viên viết vào đề thi cho đẹp thì mình cũng phải biết cách trình bày một cái bài như này. Bây giờ ví dụ như không đấy, ví dụ giờ là tính ra làm sao ra 618 này, như hay là làm sao ra là 420 đó, 4260 để mà áp dụng cái công thức này.
Ví dụ đấy, trong ví dụ để mình điền luôn tổng, mình viết luôn về thi. Cái này thì mình được quyền viết luôn vào trong bài thi này. À, xin lỗi. Bạn ấn vào zoom. Bạn ấn vào. Đó. Cái một chữ x bình này chính là nx bình. Đó, nó ra 4260. Ví dụ như mình viết mà mấy nữa mình chi tiết mình bấm tay ra, mình bấm chẳng may mà cái số này là 5, mình bấm nhầm mình 25 nó ra chứ. Bao nhiêu đó thì mình cần biết lỗi. Nó ra mình bấm ra nó ra mình mấy nghìn đây trở đây trở đây chẳng hạn. Hay cộng vào nó thấy. Tức là mình cộng tay mình thấy mà máy tính đầu tiên đầu bài nó cho tức là đi thi. Trước khi làm bài thi mình kẻ sẵn bảng cái bảng này ra rằng mình điền hết những số liệu này những số liệu mà máy tính nó tính cho mà mình không phải trình bày thế là mình điền hết rồi đó mình viết những số liệu đáp án này ra giấy nháp đó thì do đó mình có thể đi kiểm tra xem mình có thể sai chỗ nào đó tổng ni để x bình nhá rồi mình nhấn tiếp vào đây ai xài. Mình nhấn tiếp vào số 3 này ra số 2 này. Đó nó ra 618 đó, chắc chắn mình hy vọng mình sai chỗ nào đó thì mình tìm ra được mình không bị mất điểm hay rất đáng tiếc mấy quy đề này thì mình nhất thiết là mình chưa được mình chả rõ lắm đấy thì mình muốn nói đến cái bảng nó có 4-5 dạng như thế để đi thi nó chỉ có 4-5 dạng ở trường đại học giao thông tại thì nó chỉ có thế thôi. Mình muốn nói đến thứ hai nữa là cái bảng này bảng với tần số tiền thì mùa này thì các bạn phải cài đặt lại từ đầu. Ok. Sau khi cài đặt lại từ đầu đây là cái bảng XY có thể là đề bài nó cho một loạt có tọa độ XY gì đó để nó bắt mình tìm cái phương trình y bằng a cộng b vâng để nó bắt mình tìm cái phương trình y bằng a cộng b để biểu diễn này là các thứ linh tinh gì đấy thì nó tùy tức là mình ơi mình đi mò đáp án ngay từ đầu bài chứ không chỉ trong vòng 2 phút mà các bạn đã biết được đáp án như thế nào thì bắt buộc muốn làm như vậy thì bảo ba đó y bằng a cộng b này đấy thì bạn đoán số 2 và đến 10 12 cái máy tính này thì nó cũng chả cần cóc cần bạn sắp xếp cho nó đẹp nhưng đi thi giáo viên bạn xếp này có trừ điểm bởi vì mình không sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn đây thì nó cũng sẽ giáo viên nào ngứa mắt thì nó cũng trừ điểm nhưng mà máy tính thì nó chả cóc cần sau khi các bạn bấm xong cái tọa độ này x45 này 54 48 42 đó, sau khi xong bạn đã xe ship một tay à, nhầm nhầm ship một năm à từ cái này thì mình nói xong ship một bốn đó ở đây thì bạn thấy dễ dàng đấy, cho cái bảng số liệu này nó lên mình cho cái bảng số liệu này nó lên rõ lên cao một tí ui đấy đây như này cho một cái bảng đấy thì hiển nhiên nó hiện ra như này rồi bạn muốn tính n bằng 8 tức là mẫu số này nó bằng 8 được chưa cái mẫu cần chia cho nó bằng 8 bạn ấn luôn bạn ấn x trung bình đấy ra 9,125 này bạn tìm y trung bình đấy vòng 42 này điểm. Rồi bạn muốn tìm xy trung bình cái xy trung bình này thì bắt buộc hình như nó không có công thức thì nếu mà bắt buộc các bạn phải áp dụng công thức để nữa thì mình nói sau trong cái dịp này thì mình nói giờ mình muốn nói đến trong phím khác ở đây mình thử bấm số 4 thôi mà tại nhìn cái này nó cũng ơ đơ mà để số 4 không phải không cái này nó chính là cái tính cái hệ tọa độ y bằng ax này thì nó không quan tâm đến cái s phẩy thế các bạn không cần quan tâm nó chính là số 3 đấy cái số s phẩy y này thì chính là số 3 đấy đó thì
S phẩy x và S phẩy y để cho cái công thức mà mấy nữa để tính cái R đó. Cái R nó bằng bao nhiêu đây, để tính cái R thì chính là S phẩy x nó bằng cái hệ số là x y gạch ngang trừ đi x ngang trừ đi y ngang chia cho S phẩy x và S phẩy y đó. Thì S phẩy x trong cái máy tính này thì do nhà sản xuất ngớ ngẩn thì người ta ký hiệu như này. Thực ra thì mình thấy số 4 nhìn nó phải hợp lý hơn. Nhưng thôi thì các bạn làm nhiều thì các bạn mình để ý nhiều thì các bạn mới được ra cái sự tinh ý này. Đó thì ấn vào phím 4 này. Đó rồi các bạn ấn vào số 6. Đó thì hiển nhiên ra là 7,4666 thế đấy. Đúng không? Sau khi S phẩy x và S phẩy y thì nhưng thực chất ra thì cái S phẩy x và cái S phẩy y này nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Thực ra thì cái máy tính này nó tính luôn được đáp án luôn. Đó, ví dụ như số 5 này. Nó tính được hệ số R bao nhiêu. Nó tính ra luôn cho R đáp án đầu tiên đầu bài. Tức là đi thi đó, người ta bắt tính hệ số R và hệ số AB. Mà đặc biệt cái lỗi của cái máy này nó có một cái lỗi rất nghiêm trọng. Đó là hệ số A. Bấm hệ số A nhưng đáp án thành đáp án hệ số B của đi thi đó. Đấy. Hệ số A này nó chính là đáp án hệ số đi thi đấy. Hệ số A còn hệ số B thì còn hệ số A thành hệ số B của đáp án đi thi. Còn hệ số B thì thành hệ số A. Thì đây là một cái lỗi mà ngớ ngẩn của 570 VN Plus. Mình thậm chí nó lỗi ngay ở trên đây, mình cứ tưởng riêng cái máy mình mua nó bị lỗi vậy. Hệ số B này. Đó, 4,1169 thì nó lại thành hệ số A của, tức là đáp án là y bằng 4,1169 x cộng 4,333 đấy, đáp án là như thế. Sau khi mình, tức là bây giờ mình mò cái đáp án, mình mò lên mà sau khi thì mình đã mò cái đáp án rồi thì mình cũng cấp cần quan tâm. Sau đó bắt đầu mình phải đi viết cho giáo viên người ta thấy là mình biết làm như thế nào. Thì mình phải viết cho giáo viên người ta mới làm, thì bạn phải biết công thức, mình bịa công thức ra điền số liệu vào, tức là đang máy tính làm hết cho rồi mình không phải làm. Còn ví dụ như mình đầu tiên thì rảnh bắt buộc phải lập một cái bảng này, bấm chi tiết từng cái một ra thì cái này thì máy tính nó không thể làm cho rồi. Bấm chi tiết từng cái một ra, bấm cẩn thận thì mấy nữa đỡ phải xa lại. Thì nói chung xong đó thì bạn có thể cộng cộng luôn này. Sau khi các bạn chép hết đáp án một loạt cái này ra rồi ra ngoài giấy nháp đi, viết hết luôn một loại tập đoàn nhá. Đó, các bạn bấm chi tiết lập cái bảng ấy ra. Sau đó các bạn cộng vào. Rồi các bạn viết cộng vào, cộng vào, cộng vào, viết hết đáp án đây. Sau đó thì bắt đầu đi. À, đầu tiên thì máy tính này đầu tiên ấy trước khi làm lập, tức là trước khi lập cái bảng này thì các bạn bắt buộc phải biết hết số liệu của đáp án của những cái dòng x bình, y bình, x y này đã. Đó thì này này. Đó thì các bạn ấn vào phím 3. Tổng x bình này. Và ấn vào phím 1. Đó các bạn, đấy tổng x bình, cái tổng x bình này. Đó là 687,5. Các bạn viết phải viết luôn ra giấy nhá. Đó, các bạn ấn tiếp. 3 tổng tổng 5 là tổng xy ấy, xy đấy bằng 3154, viết luôn ra giấy nhá. Số 3 này. Đó. Tổng y bình số 3 này. Đó, 1458. Sau khi còn tổng x và tổng y thì các bạn cũng phải kiểm tra, thì các bạn dành bình thường thì cái này mà lỗi này không, hình như nó không thể cho mình có thụ. Đấy, bằng 13. Các bạn phải viết hết đáp án ra nhé. Tức là mình phải mò cái đáp án mò lên. Thì giáo viên người ta mới tin. Thì giáo viên mới lừa, giáo viên thì cũng chả rõ, nhưng mà thừa đây là những ứng dụng cơ bản. Đấy, số 4 bằng 336, các bạn viết hết ra nháp ra. Sau khi các bạn biết hết số liệu và đáp án đây rồi, bắt đầu các bạn mới nghĩ ra cách trình bày. Đó, các bạn lập x, y, và viền hết số liệu vào đây. Các bạn cũng nhân chia ra như thế này, nhân theo yêu cầu đáp án. Các bạn cộng vào, các bạn nhìn đáp án ra giấy nháp, bạn ghi lại, nó giống rồi thì thôi. Điền vào nó giống rồi thôi. Đó, áp dụng công thức thì hiển nhiên nó sẽ ra một gì thường như thế này thì nó sẽ nhanh rất nhiều so với cách bình thường các bạn làm. Mà thường thì hai đấy, mình nhắc lại các bạn bắt buộc bạn
phải thuộc công thức và nhớ một vài dạng cơ bản. Chứ máy tính nó chỉ giúp các bạn kiểm định xem bài nó có đúng không. Thế đây chỉ là một số thủ thuật mình biết về cái máy tính này thì đúng là một điều sai sót mong, nhưng mà cũng rất vui được ở với các bạn và mình. Xin chào tạm biệt các bạn.